đón Ba Giang kẻ hèn người ơi. Ai về thống nhất Ba Giang, quê hương nón trắng, tơ vàng là đây. Xã Việt Tiến từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm nón, đặc biệt tại hai thôn Thống Nhất và Ba Giang. Nghề làm nón từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân nơi đây. Với những người sống bằng nghề, đó đã trở thành một nét sinh hoạt quen thuộc, không thể rời xa. Những hình ảnh nón lá giản dị được tạo nên bởi những đôi tay thoăn thoắt lành nghề, luôn ẩn chứa những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Và những tô ví phường nón gắn với làng nghề truyền thống nay vẫn còn được lưu giữ trong ký ức của nhiều thế hệ, là niềm tự hào của người dân Việt Tiến hôm nay. Chẳng biết từ bao giờ, những chiếc nón lá đã đi vào cuộc sống của người dân nơi đây đầy thân thiết, gần gũi, mà đẹp đến vậy. Riêng cái nghề làm nón là đã có hàng trăm năm nay, là lưu truyền từ đời ông đời cha đến nay, thì là lưu truyền đến nay và gắn với cây dân cá vị dầm, vừa là để đồng viên là bà con nhân dân vui vẻ trong cái tổ chức làng nghề truyền thống. Cái nghề truyền thống là làm nón của chúng tôi thì được tố lên nhiều cái làn điệu dân ca ví dặm, và mỗi lần các con các cháu là nghe những cái làn điệu này thì nhớ về cái thời xa xưa của ông bà bố mẹ. Theo thời gian, các làng nghề truyền thống như một mạch nước ngầm bền bỉ chảy trong dòng văn hóa của các vùng miền. Tại Hà Tĩnh, hiện có khoảng 60 làng nghề truyền thống phản ánh rõ nét tập tục sinh hoạt cũng như đặc điểm văn hóa của từng vùng quê. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển chung, số làng nghề còn lại không nhiều. Chính vì thế, những câu hát dân ca với những hình ảnh hương thịnh của nghề cứ lưu giữ trong tâm thức nhiều thế hệ. Câu chuyện về nghề dệt chiếu cói Nam Sơn thuộc xã Đại Lộc trước đây, nay thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Nghèn là một ví dụ. Làng nghề đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước, góp phần nuôi lớn bao thế hệ. Tuy nhiên ngày nay, những manh chiếu mộc mạc, giản dị, chứa đựng hồn quê ấy dần được thay thế bởi những loại chiếu dệt công nghiệp tiện ích khác. Dù nghề dệt chiếu cói Nam Sơn đang dần mai một, nhưng với những người dân nơi đây, nó vẫn luôn tồn tại trong ký ức qua những câu hò điệu ví. Cả cái làng này thì ăn làm chiếu, nhà nhà ăn làm chiếu, mà nhất là đình trấn là tuổi về là tụ tập thì có thể là hát hò được với nhau và đối có những câu dân ca đối đáp với nhau. Thì lâu lâu thì các ba thì cũng được nhắc lại những cái câu dân ca trước đấy người hái hạt, vì nhớ những câu này chiếu chờ nghe gần xã Việt Tiến. Từ bao đời nay cũng như nhiều vùng quê khác, nghề truyền thống ở Hà Tĩnh luôn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và từ sinh hoạt văn hóa của những người làm nghề đã hình thành ra những phường hát mang đậm nét đặc sắc trong văn hóa địa phương. Sản phẩm thủ công từ các làng nghề đã đi vào thơ ca, hò vè và được truyền tụng trong dân gian. Và dân ca ví dặm được xem là hồn cốt ghi dấu ấn làng nghề, phường hội một cách đậm nét. Phường đi cấy thì có hát ví phường cấy, phường chai lưới có hò chèo thuyền, ví phường đan gai chắp lưới, phường sa tơ kéo sợi có hát ví phường vải, phường làm nón có hát ví phường nón. Các thành viên làng nghề tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ, trước là để bày tỏ tâm tư tình cảm và quên đi mệt nhọc, sau trở thành một nhu cầu giao lưu giữa phường này với phường khác trong làng cũng như ngoài xã. Để rồi từ đó thành những tài sản quý như những câu chuyện lịch sử làng nghề được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi làm là phải có những cái câu thơ hoặc câu dân ca vị dầm để xua tan cái nỗi mệt nhọc trong khi làm việc. Từ những câu hò điều vị đó để giúp cho con cháu biết đến nghề nghiệp của cha ông từ trước để lại đến bây giờ. Làng trống là chúng em là được biết từ đời xưa đến nay, và thông qua cả cái câu dân ca vị dầm thì chúng em là càng hiểu được sâu sắc về cái nghề truyền thống làm trống, và qua cả câu dân ca vị dầm thì chúng em là cảm thấy là rất tự hào và vì đã được sinh ra ở cái nghề làm trống.
chẳng ai biết được chính xác hát dân ca Ví Dặm có từ bao giờ. Chỉ biết được rằng nó ra đời từ trong lao động, gắn với không gian lao động và sinh hoạt cộng đồng của người dân Nghệ Tĩnh. Trước đây, việc tồn tại phổ biến của các làng nghề hay lao động nghề nghiệp đã tạo cho sinh hoạt Ví Dặm được diễn ra thường xuyên hơn. Ngày nay, khi đời sống hiện đại lên ngôi, việc tồn tại của các làng nghề đã ít đi hoặc không còn nữa. Cùng với đó, sinh hoạt Ví Dặm trong cộng đồng người dân cũng chuyển sang một hình thức khác, hình thức câu lạc bộ dân ca ở các làng, xã, thôn, xóm, với việc phải sáng tạo để tạo dựng các không gian diễn xướng phù hợp. Cũng chính vì thế, những câu hát về làng nghề lại xuất hiện trong những hình thức khác, trong những không gian diễn xướng mới, tái hiện từ những bối cảnh xưa. Với cái câu lạc bộ của chúng tôi á, thì thành lập hoạt động được 2-3 năm nay, mà nòng cốt chủ yếu là các nghệ nhân và rất tâm đắc với các cái làn điệu của các cái làng nghề và cố gắng để phát huy và bảo tồn nó. Thì câu lạc bộ cũng chú trọng là phục dựng lại các cái không gian diễn xướng. Chị em ở trong câu lạc bộ là đặc biệt là rất là đam mê và cũng rất là nhiệt tình để bảo tồn và phát huy những cái vốn quý sẵn có của cha ông để lại. So với dân ca các vùng miền khác, hiếm có loại hình dân ca nào lại có sự gắn bó chặt chẽ với đủ các ngành nghề thủ công như dân ca Ví Dặm. Nó phản ánh chân thực cuộc sống cần cù, vất vả, lời ăn tiếng nói mộc mạc, chất phác của nhân dân lao động. Những đức tính, những cung bậc tình cảm đó được người dân gửi gắm vào những làn điệu Ví Dặm với ngôn ngữ địa phương đã tạo nên sự đặc sắc cho dân ca Ví Dặm. Là một người luôn đam mê tìm về những giá trị xưa, bà Phan Thư Hiền, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, hiện là chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh, đã luôn trăn trở để gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống cả trong các làng nghề cũng như các làn điệu dân ca Ví Dặm. Với nhiều bài viết, nghiên cứu, nhiều chuyến sưu tầm, điển giã, bà đã và đang góp phần bảo tồn những giá trị đẹp vốn có của quê hương. Khi mà chúng ta nhớ lại cái nghề truyền thống của Hà Tĩnh chúng ta, nó rất là sâu đậm trong cái dân ca Ví Dặm. Thì gần đây thì Chi hội Văn nghệ Dân gian đã đồng hành với rất là nhiều câu lạc bộ, trong đó những câu lạc bộ có nhiều cái nghệ nhân, họ đã nắm giữ những cái di sản của cha ông, những cái làn điệu gốc. Thì chúng tôi hiện nay đã tập hợp lại một số cái nghệ nhân để phục dựng lại các cái làn điệu mà có thể nó mang những cái dấu ấn rất là đặc biệt. Ngày nay, Ví Dặm Nghệ Tĩnh với sức sống mãnh liệt của nó đã và đang ngày càng hiện hữu trong đời sống đương đại với nhiều giá trị riêng có. Sức mạnh ấy đủ chứng minh vai trò của Ví Dặm ở ngay trong chính cộng đồng, được người dân nắm giữ, trao truyền qua bao thế hệ. Và dấu ấn của các làng nghề truyền thống cũng nhờ có các làn điệu dân ca Ví Dặm mà vẫn luôn hiện hữu trong tiềm thức và đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Chính vì vậy, bảo tồn và phát huy các giá trị của dân ca Ví Dặm cũng chính là giải pháp để lưu giữ những truyền thống quý báu, góp phần làm giàu hơn những giá trị của cha ông trong đời sống hôm nay và mai sau. Quê hương.